Mình mời các bạn ăn da ua với mình nha. À, thì đây là cái hũ da ua mình tự làm nè các bạn. Đây. À, nhìn cái da ua rất là mịn, rất là ngon. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà phân biệt da ua lên men tự nhiên và da ua dùng men công nghiệp ha các bạn. À, khi mà các bạn ăn cái mùi vị của da ua lên men tự nhiên thì nó rất là thơm, mùi sữa, nó có vị thanh, vị chua của men tự nhiên á, thì và nó ngọt thanh. Và khi mà các bạn nuốt vào á thì cái vị ngọt đó nó sẽ biến mất, nó không có còn ở trên miệng của các bạn nữa, và cảm giác nó rất là dễ chịu và nó có cái vị chua còn vương sót lại trong miệng của chúng ta. Còn đối với cái da ua mà làm bằng lên men công nghiệp á, thì nó sẽ có vị chua đặc trưng và nó không có cái vị thanh cũng như là cái mùi sữa, mà nó sẽ chỉ có cái vị chua và cái vị ngọt của đường ở trong cái sữa đó. Nên là khi mà chúng ta ăn cái dưa ua lên men tự nhiên là các bạn sẽ dễ nhận biết lắm. Còn nếu mà các bạn ăn dưa ua mà lên men công nghiệp á, là các bạn cũng dễ nhận biết. Nó rất là khác biệt. Khi mà các bạn ăn da ua mỗi ngày ha thì nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa, bởi vì trong men của sữa thì nó có một cái lợi khuẩn rất là tốt cho hệ tiêu hóa cũng như là tốt cho da nữa. Các bạn đừng có nên là ăn da ua lên men làm da ua và ăn da ua công nghiệp, nó không có tốt cho sức khỏe.